các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan chùa Hang ở Tuyên Quang. Chùa Hang này. Đi cổng chính luôn đi. Đây. Nhìn rất là đẹp. Xung quanh có 18 pho tượng Phật. Đấy. 18 pho tượng Phật xung quanh. Trong này một bên trong này nội thất hầu hết là đồ cũ đây, đồ xưa đây, mà nhìn cũng hơi tối tăm, thôi mình không vào đấy. Đấy, rất là đẹp đúng không, làm cho vai kiểu tiếp tục nào. Hiện tại phía bên này là vẫn đang xây dựng nên là mình sẽ không đi vào nữa nhá. Đang xây dựng ở khu công trình ở bên này. Và bên dưới pho tượng này sẽ là chỗ để thắp hương cung bái. Đúng không? Thank you.
điện, có thể là tối người ta cũng bật đấy. Ui, bắt đầu đi ngược lên này. Quên mình không đếm bậc rồi. Người đi mệt ở đây còn có chặng nghỉ cơ. Đấy. Nhưng mà công nhận ở đây cao thật. Ui dốc dựng đứng như kia. Từ từ. Mình sẽ lên thử chặng nghỉ này. Giả vờ lên thử thôi nhưng thật ra là nghỉ thật. Hả? Có tên à? À, lâu Vọng Nguyệt à, mình tưởng chẳng nghỉ. À, lâu Vọng Nguyệt, chú Hàng chú Hoàng. Tiếp tục nào. Vẫn còn sùng lắm. Đây chỉ nhìn thấy đồi thôi. Đây mới là chặng nghỉ này. Đây, đây có cái ghế này. Mình cũng sẽ giả vờ vào đây tí nhá. Cái gì đây? Ôi dồi ôi, dựng đứng này. Chắc đùa thôi rồi. Đây trên này khá là đẹp. Thế á? Em đi đi. Wow. Ok. Đi lên nữa nhá, không tí nữa chụp sau nhá. Hôm nay có gì đâu. Để gì dép dưới thềm. Ở đây chúng ta sẽ để dép ở dưới này. À, mình tạm dừng video tí nhá. Đây có cái chuông để đánh trống này các bạn này. À bên này có cái trống nữa này. Wow. Nữa hôm nay mình mới lên đây. À, mình quay ở đúng lúc gió rất là mát này. À, rất là lồng lộng. Cứ đó là chụp ảnh đây này. Còn lâu mới chụp cho. Thực sự là chỗ này rất là đẹp. Đàn Tế Thiên, đúng không nhỉ? Đàn Tế Thiên hả nhỉ? À, thì mình lại bắt đầu đi xuống. Đúng lên, đúng lúc gió mát thật.
vẫn 20 ngày hơn này. Phải xoay anh tiếp à? Này, đầu đi đường dốc để xuống này. Bây giờ mình bắt đầu cảm nhận. Cổng thiên giới, khi mình đi xuống mình phát hiện ra cái cổng này. Nếu mà lên trên gặp thiên giới thật. Mệt lắm, không lên đâu. Xong thì phải ra 15 phút. Không, nên anh chỉ quay được 5 phút 1. Thế mọi lần nó ghi cho cái hôm qua là quay camera thường. Đây. Đấy, rất là dốc. Ở như này 15 phút là không đỡ gì đâu. Các bạn có thể nghe thấy anh ấy nói là ở trên này mà lăn xuống còn lâu mới nữa kịp. Họ nghe chưa? Chưa ạ. Này nó còn thêm vài trăm bậc nữa thì thôi khỏi lên. Sắp đến nơi rồi. Đây nó thoải thôi. Đi tam đảo queo rồi, chôn hết cả chân. Trong này người ta còn trang trí cả bóng quay. Bên đường ngoài cổng vào này. À, đúng rồi. Bên ngoài đường vào là hai dặm dược cảnh. Đây là đường vòng sau.
Mày ở đây có làm gì, đợt trước làm gì có nhiều rác như thế này. Rác. Cầu. Đúng không? Mình nhớ là trước ở đây cá. Bây giờ chỉ đố cá. Vẫn còn hai con cá vàng kia. Nhiều nhiều ở dưới đây à? Ở đây nữa này, nó đang bơi bơi ở trong này. Đâu đây đây. To bé. Có nhìn nó to hết. Đây kìa. Đây đây đây, nhìn vào điện thoại chứ. Yes. Mọi người nhìn nước ngoài đó. Giết với nâu suốt, nói chuyện mình toàn giết với nâu thôi. Mới bao giờ giết, mới bao giờ nâu. Cái này bây giờ người ta không dọn dẹp. Mình có ra á? Không ra đâu. Đây là hết rồi. Ở đây cũng nhiều cá lắm rồi. Nhưng mà bây giờ không gọi nó đập. Lại đi về rồi. Lên được hay sao chứ? Lên khó đi, đường nó không đẹp như đường kia nó quang đãng hơn, nó có bậc nữa. Lại chuồn thôi. Đấy. Chúng mình đã đưa các bạn đi tham quan một vòng quanh chùa hang. Cũng hơi nhỏ thôi, cũng không có gì nhiều nhưng mà cũng có một số cảnh đẹp, đặc biệt là leo cầu thang, leo đường lên thiên giới thì cũng khá là mệt. Bây giờ mà thêm một tầm 100 bước lên thôi mình đi xuống là mình không lên đâu. Xin chào các bạn nhé.